Các bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở đây là trung tâm chợ Y Tý thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Thì ngày mai ở nơi đây sẽ có một cái lễ hội rất là đặc biệt của người đồng bào Hà Nhì. Đó là cái lễ hội, như các bạn nhìn khu già già. Cái lễ hội truyền thống này thì được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Và buổi chiều ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây để Sơn ghi lại tất cả những cái hình ảnh mà mọi người trong cái khâu chuẩn bị để biểu diễn cái những cái tiết mục văn nghệ của người đồng bào Hà Nhì ở khu vực Y Tý, Bát Sát, Lào Cai này các bạn ạ. Thì trong cái video này thì có những cái điều gì mà người đồng bào Hà Nhì nói chung ở đây có những cái nét văn hóa riêng, thì trong cái video này Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đó để truyền tải lên cho mọi người xem nhé. Chào khán giả nào. Một bạn người bạn nói là người dao đỏ. Ok rồi, em thổi đi, em thổi khen đi. Thổi khen đi cho mọi người nghe nào. Rồi, ok rồi, thôi được rồi. Nào, bây giờ, rồi, ok. Bây giờ cho anh hỏi một chút là cái bản nhạc em vừa thổi thì nó có tên là gì? Người dao đỏ. Tên là người dao đỏ luôn. À, thế à. Rồi, cảm ơn em nhé. Đây các bạn nhé. Những người con gái dân tộc Hà Nhì có những bộ trang phục rất là đẹp. Đó, mà Sơn cũng nghe nói đâu là những cái bộ trang phục này ấy, thì nó rất là đắt tiền đấy các bạn. Chị gái cho em hỏi một chút là cái bộ trang phục mà chị gái đang mặc trên người đây thì em hồi sáng này thì em có nghe nói là cái bộ trang phục này nó có giá trị nó rất là cao. Dạ vâng. Thì cái này là do là mình làm được hay là mình cũng phải mua đấy ạ? Phải mua, có người vẫn làm được nhưng mà như bọn em thì cũng không làm được, phải đi mua ấy. À. Thế như một cái bộ trang phục của người Hà Nhì này thì mình mua thông thường nó sẽ là tầm bao nhiêu tiền một bộ như này? 7 triệu ạ. 7 triệu đồng. Vâng. Như một cái bộ chị đang mặc đây. Đúng ạ. Trừ cái ở trên cuốn ở trên đầu ra là còn mỗi bộ Hà Nhì là 7 triệu ấy ạ. À, trừ cái cuốn ở trên đầu ra. Vâng. Còn mà những cái bộ trang phục chị đang mặc đây là 7 triệu. Vâng. Cái này thì nó làm bằng chất liệu gì mà tại sao nó lại đắt như vậy chị nhỉ? Em cũng không biết được, bởi vì là gia tộc của bọn em không được thiếu cái bộ trang phục như kiểu ngày lễ, ngày Tết ấy ạ. Không phải là lý nên là phải mặc những cái bộ như thế này. Vâng, những cái ngày lễ, ngày Tết thì mình sẽ mặc những cái bộ trang phục này và đi chơi lễ Tết và tham dự những cái buổi giao lưu văn nghệ, đúng không? Vâng. Tháng 6 này thì là coi như là cái tháng Tết của người Hà Nhì. Vâng. Và được tổ chức hàng năm vào tháng 6 này là những cái tuần đầu tiên, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế ngày mai chị có tham gia văn nghệ không? Có ạ. À, dạ vâng, em cảm ơn chị nhá. Em gái tên là gì vậy? Tên Sớ ạ. Tên là Sớ. Vâng. Đấy là Sớ sinh năm bao nhiêu? Em 98 ạ. À, 98 à? Thế nhà Sớ có gần đây không? Có, cách đây một cây. À đấy. Ừ, thì buổi chiều nay thì chắc là mọi người là chuẩn bị để diễn tập những cái tiết mục văn nghệ của đồng bào mình, đúng không? Vâng, để ngày mai diễn. Ừ, thế là em sẽ tập những cái tiết mục là gì? Múa khu già già với là và bạn trai. Múa khu già già. Duy Tý Đại Ngàn đấy ạ. À, thế là mai là mọi người sẽ biểu diễn mấy tiết mục? 5 tiết mục. Vâng, có người Mông ạ. Có nghĩa là riêng của người Hà Nhì mình là 5 tiết mục. 3 tiết mục. Vâng. Và các bạn người Mông 2 tiết mục nữa. Vâng. Tổng là 5 tiết mục. Vâng. Rồi, anh cảm ơn em nhá. Một bộ trang phục người đồng bào Hà Nhì rất là tuyệt vời, rất là xinh. Khi được mọi người đang diễn tập kiểu đóng giả con trâu các bạn. Anh trai cho em hỏi là cái tiết mục này thì ngày mai có biểu diễn không ạ? Có anh ạ. Cũng có biểu diễn luôn ạ? Vâng, vâng. Bây giờ em đang... Thế là khi diễn một cái tiết mục mà đóng con trâu này thì phải mấy người anh? Con trâu này ạ? Vâng ạ. Con trâu thì 2 người, còn bên ngoài có cả
Bắc Châu và người Đổi Châu. Còn khi đội cái bộ này lên thì là hai người, còn một người dắt trâu và một người đuổi trâu nữa. Thế là khi biểu diễn tiết mục này sẽ có 4 người đúng không ạ? 4 người cộng với này, nói chung là vẫn còn mấy người đó. À dạ vâng, em cảm ơn anh nhá. Em chào anh trai nhá. Anh trai ơi, dạ vâng, anh cho em hỏi một chút là cái vòng bên kia như em quan sát thấy có gậy kia là cái đấy chắc là ngày mai mọi người sẽ tham gia cái kiểu như là cái trò chơi đẩy gậy à đúng không ạ? Vâng, thì cái này thì cũng chỉ là mọi người đến đây tham dự chơi hay là được sự sắp xếp của xã, của ban tổ chức rồi ạ? Cái này thì như này, cơ quan anh chủ trì tổ chức các sự kiện đây. Dạ. Thứ nhất là ngày mai thì anh sẽ tổ chức cho các thôn bản của xã Y Tý. Vâng. Cái thứ hai là các thôn bản là tổ chức đẩy gậy. Vâng. Còn nếu mà du khách mà đăng ký đẩy gậy thì bọn anh vẫn cho đăng ký. À. Cái thứ hai nữa là tổ chức các trò chơi ngoài kia nữa. Dạ vâng. Đu quay rồi là đu cái cầu dây. Dạ vâng. Có nghĩa là tất cả những các trò chơi dân gian của người đồng bào thì sẽ được tổ chức vào ngày lễ hội chính là ngày mai đấy ạ. Vâng, và các du khách đến đây tham quan mà có nhu cầu để tham gia các trò chơi đăng ký thì bên ban tổ chức vẫn cho đăng ký và tham gia đúng không ạ? À, dạ. Dạ vâng vâng. Dạ vâng. Đó là ngày hội mà. Vâng đúng ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhá. À, đây là những cái đồ nghề dụng cụ để cho các bạn lát nữa diễn tập, để sau đó là để chuẩn bị cho cái khâu phục vụ lễ hội ngày mai. Toàn các bạn gái Hồng Mông rất là xinh đẹp nha. Ồ, cho anh hỏi một chút là ngày mai thì là bọn em là diễn 2 tiết mục rồi đúng không? Vâng ạ. Thế sắp đến giờ để chuẩn bị diễn tập chưa? Sắp rồi anh ạ. Ờ, anh sẽ gắng chờ đợi một lát nữa để xem các bạn diễn tập, và có khi là quay lúc diễn tập là có khi còn đẹp hơn, tự tin hơn đấy nhỉ? Đoạn diễn tập trên sân khấu đây luôn đúng không? Vâng. Ok các em. Phía bên ngoài này thì các chú, các anh là cũng đang chuẩn bị những cái vòng để ngày mai khi có lễ hội là cho mọi người tham gia các trò chơi dân gian. Anh cho em hỏi cái vòng này là để trò chơi gì vậy ạ? Đẩy gậy đấy. À, trò đẩy gậy là chính cái vòng này ạ. Em thấy là thể thao. Vâng, em thấy ở trong nhà có một vòng, thế là cả hai chỗ luôn này. Đang phải để 2 phương án, trời mưa thì sẽ chơi trong nhà. Vâng. Còn trời nắng thì chơi ngoài này nó cho nó đông vui. Dạ vâng. Vâng vâng, cảm ơn anh nhá. Ở đây có một cái cọc rất là to, chắc là mình nghĩ là cái này là để cho mọi người tham gia cái trò kiểu như là bật tầm bông ấy các bạn ạ. Ở đây thì có một cái võng đu và các cháu nhỏ đang rất là thích thú với trò chơi này. Nhưng mà chắc là ngày mai cái này cũng sẽ được xếp vào trong các trò chơi dân gian của người đồng bào. Quá trình diễn tập của các bạn người đồng bào Hòa Nhì để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn ngày mai các bạn. Lễ quan trọng nhất, mổ trâu hiến tế thần linh. Theo quan niệm của người Hà Nhì Đen, con trâu mổ trong ngày này đã được lựa chọn kỹ lưỡng trước 1 tháng diễn ra lễ hội. Trâu được chọn phải là trâu đực mới lớn, khỏe mạnh và được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày làm lễ. Hai thanh niên được dân làng cử đi chọn trâu phải là người khỏe mạnh, gia đình mẫu mực, được dân làng nể trọng. Ngoài ra, gia đình những người này không có ai chết vì tự tử, chết vì xét đánh và trong năm không có tham. Sau khi nghi thức, tôi khá vui các bạn ạ. Vâng vâng. Các em ơi, bê suy hẳn ra ngoài giúp chị, sao lại thả ở ngay bên trong đấy không vậy? Các em bê thả hẳn ra ngoài phía bên ngoài của cái xích tu thôi kìa. Mọi người đang diễn tập nhưng mà khá vui. Trên này em ơi. Cái đầu trâu phải quay xuống.
trứng, lạc, đậu tương, bí, thịt chuột, vân vân, giúp từ nhà ra đồng góp với làng, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến thắng thần linh đã ra đời cuộc sống, phù hộ cho dân làng. Quá trình diễn tập của các bạn ấy rất là vui. Tên nơi này vùng đất thiêng thật huyền diệu, được thiên nhiên
ban tặng cho cây rừng, dòng suối trong thảo hoa thơm. Về Y Tín lắng nghe tiếng đại ngàn du, người Y Tín sống trong đại ngàn vi vu, dừng cho nước khai ruộng bậc thang, dừng cho gỗ bàn ta làm nhà, dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh giá mùa đông. Về Y Tín ngắm sương rơi đón mặt trời lên, người Y Tín sống trong sương mơ.
bạn ơi, chắc là có lẽ là Sơn sẽ tạm thời kết thúc cái video này tại đây thôi. Rất là nhiều các bạn gái nhì đang quá trình diễn tập các bạn ạ. Ngày mai thì Sơn sẽ ghi chọn tất cả những cái bài biểu diễn trong cái lễ hội ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được chào.